Đó, giờ vợ chồng mình đậu xe đại ở chỗ nào đó rồi giờ đi qua. Qua anh kia 6 giờ là bắt đầu là nó đã tổ chức cái lễ hội rồi, cho nên các bạn nghe không? Còi họ chặn đường lại hết. Không có cho chạy xe vô. Bây giờ ai mà lấy xe ra rồi là coi như mất chỗ đó. Đông ghê không cả nhà? Kệ nè anh. Ở đằng sau nữa. Cái tình nó thấy đông người quá sợ. Đó cả nhà thấy đông người chưa? Man trước là đằng sau nữa. Ở đây là mình mới được đoạn thôi, đừng có đằng sau nữa. Hình như họ diễu hành từ đây đi lên trên kia á. Có mặt báo quang nhan rõ luôn. What's that, Captain? Cool. Yeah, nó có nè. Giờ cảnh sát họ đi diễu hành trước. Họ đảo xe kìa.
Mấy cái hoa khôi của từng trường đó là đưa ra đó hả, năm nào cũng vậy á, thì của trường rồi của thành phố nữa. Rồi em nói cho tụi nó không có biết lạnh luôn á đó. Đó quá trời hoa khôi kìa. Nhưng mà nó có thể là lúc mà nó sẽ đậu á, nó đậu á, tại vì giống như cái đứa nào mà nó đậu mà nó hồi lúc mà nó còn ốm á thì nó dũng nảy. Mày đừng thích cả. À cái bà khách của mình á. Trời ơi bà bắt đầu. Nhân viên của ông già Noel. Anh nó nói đại ở Santa Walker đó. Cười. Kèo mấy đứa nít lên kìa. Nè đó. Quá trời kìa. Mày lên nó tới nhảy kìa thôi không? Hả? Mày đã xem đó.
không cho nhìn nè. Oh my god, mình nó nhảy. Dễ luôn á. Là cái là nông dân đó, nông dân đi hái cây, đi chặt cái cây thông á. Đó. Đó chiếc xe đó định là cái gì vậy? Giống như cái nhà bếp. Quân đội đâu phải tam nào phải lính không khác, cái đường nó đường phùng á, hiểu không? Đi qua đây đi xuống đó là xong. Air Force ở bên Colombo. Mấy này là Air Force. Đây mấy đứa chung quân đội cái ông mặc đứa nào không mấy à. Mrs. We stay. Trời ơi, nó lại mở nhạc tiếp con. Con mới xin mình tại cái con cá tôi buồn đó cả. Tôi buồn đó cả. Buồn đó. Hey dog. Xong rồi đó. Không ra bước nữa.